bà mới một phép bóng ô tàu thiên đường chở lòng tha đông nít cứ chợ đông đè nôm châu bị bật kề phần tai nít mình chỉ cả bật kề đông nít cứ chợ đông đè chỉ snap đai đồ bọn nè sọc sầm bơi lún đè cột bàn dọc đông có ốp thò mà đá cái này đủ riêng từ chợ đông đè miền đầm lấy đông đè miền tiệm sáng cho mùi nàng cao vick shop hàng miền stang đà cô chồng ca đông có ốp mùi nít cứ miền chung một hạt đà liên phán đè miền tây đầy năm hai tá năm đỏ đông có ốp nít đo tới pi pòn đà mày nọ đại sứ thật nơi không sọc sầm bờ lún khét bạc tầm bồng tại tôi là ca bà mô phò vinh nút bà kết trâm tạc khai bà mô ní cư chùm ca rồi bà kết bà mô phò ban bà mô lớp bà sở rộp chìa plai tới ban rồi hốt đo tới bà mô bọn bì đôi đọc buôn plai cư tràn mẹn tên bằng phòng bản tái thì không vì ông mê ní kinh trong bằng hành ôi ban đăng bì ca ca chân này đông cơ đôi chìa ca vinh sọc đông tay bà nọ tại tôi là chạy tế nắm một bộ ngọc ní ai tam tan là lửa phê bà kết bàn để kinh đạo nơi trong video tất cả các shop này cứ mơ tới miền sông đa ở nhà máy mình đến và giờ mới một phép đó tôi nhung để biết thằng ta không chứ cứ dùng smart đã chia video để bảo vệ chất khang để cá liên sống ad cá vịt shop cứ miền ở nhà máy mình đến khang chẳng mình bật phá trong tay phòng lại nó xây có ai chỗ ban này thì khang như là có một xe đây mê xe là nấu nóng phun chất chất ខ្ញុំទៅដល់ធ្វើជាជីងបងម្ចាស់សម្ដាដងប្រអូប៉ុន្តែនឹងមានចំណូលជូនបងបងឯងក្នុងស្រុកភូមិខ្លួនឯងមានទីតាំងប្រអូបផ្នែកនៅត្រឡប់ទៅតូចសម្រាប់តែប៉ុណ្ណោះទៅគឺដងដែលវិកសមនេះគឺនាំចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារ Microphone. ปัจจุบันนี้คือគាត់មានលក់ដងជិតស្អាតដងរលីងស្អាតនិងដងដុតថែមទៀតផងហើយខ្ញុំមើលទៅការវិកសបរបស់គាត់គឺស្អាតមែនទេខ្ញុំពិតជាសរសើរទៅលើការឆ្នៃប្រឌិតរបស់គាត់មែនទេបើនិយាយចំទៅគាត់គឺជាកសិករគំរូមួយដែលជាកសិករដតីទៀតគួរតែយកមកតាមហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនកសិករផ្សេងៗទៀតផងដែរគួរតែសម្លឹងមើលថាផ្លែឈើណាដែល យើងអាចយកមកកែច្នៃវិកសបហើយយកចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារបានថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីចេកដេតតាមក៏ដូចជាចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ផេកបស់គាត់បានដែលមានឈ្មោះថាដាលីនហ្វាមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់